Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ dẫn bạn gái mình đi sở thú và treo thuyền. Yeah. Hello, hello nha. Busan thời tiết đang rất là nóng. Nóng không? Có phải nóng không? Nóng quá. Thời tiết đang Busan đang rất là nóng và nắng rất là to. Đã đến nơi rồi nha. Bây giờ vào phải mua vé nha. 35,000 Hai người mất 30,000 nha. Mua cơm cho động vật ăn nha. Vào phải rửa tay trước nha. Rửa tay kiểu 2020. Khó này các bạn. Xong là phải rửa tay nha. Chị. Hoa đây là con gì nhỉ? Udi. Vịt. Vịt ở Việt Nam đầy. Xuân chú xí mì. Cẩn thận nó cắn vào tay chết. Cẩn thận nó cắn vào tay chết. Cắn không nhả ra đâu. Rùa mai khác mai Việt Nam hoàn toàn nha. Rùa này rùa Hàn Quốc. Khác rùa Việt Nam. Xuân chú xí mì. Bỏ một số. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Trong đây là cái gì đây? Ui trồn. Ôi hamster cắt rồi. Ôi kìa. Wow, wow. Wow. Tập trung hết một chỗ luôn. Ui giời. Ui giời.
Ừm. Ô dê chưa lè. Và đây là phòng của Chuẩn Hôi nha. Ôi đồ thú vị. Phòng của Chuẩn Hôi nha. Hắn đây. Ui vào trong đấy cũng hôi. Rõ ràng đóng kính rồi nha. Vẫn hôi luôn. Bơ kìa, mơ cổ. Ô, hát phí bà là cái mô cổ. Hát phí bà là cái mô cổ. Có cáo này. Cáo nha các bạn. Hello. Hello cáo. Ôi cáo ngoài đời, giờ nhìn được cáo ngoài đời luôn. Cáo ngoài đời rất là dễ thương nha các bạn. Hả? Mèo. Huy động vật ở đây có cả mèo luôn. Mèo ở Việt Nam đầy. Mèo ở Việt Nam đầy. Mèo nhá. Nằm ở trong kia. Hả? Ờ, giờ mình sẽ lên thuyền nha. Bơi thuyền ra. Ờ. Wow, đây là con bà bà. Hello. Hello. Cái bồn chân ấy. Ờ. Mình sẽ bơi thuyền ra kia nha. Con rất thả hen. Con rất thả hen. Ngồi chung nha các bạn. Mỗi người một thuyền. À tí mình sẽ đem cái chiếc thuyền kia. Sushimi. Đi không đợi mình. Không đợi mình luôn. Chào các bạn. Hello. Dừng lại xuống đây là phát là mất luôn. Yeah. Một chân trái nha. Ui ở đây có cái chuối Việt Nam luôn này. Ui ở đây có cái chuối Việt Nam luôn này. Ui wow, con chuột gì này. Ta đi tụi kia. Con chuột gì này. Chuột gì này. Anh nhớ. Theo cái vạch này nha. Trong đây có gì? Hả? Giờ vào thăm vẹt nha. Ủa, chú túi này, mắt đỏ luôn. Chú túi mắt đỏ nè. Và đây là một con chuột đen. Ở nhà mình có luôn một con hamster, à hai con hamster, một con bố là màu đen và một con trắng là mẹ. Và đây cũng là cặp một con trắng, một con đen. Cắt ra. Ra xem cá sấu này. Wow. Chú gì? Ở đâu vậy? Wow.
Cái xấu này. Ừ. Đây là ở trong kia nha. Không nghe thấy gì cả. À, hình như chú trong đây sao? Oh, hello. Wow, ở đây có thể nhìn cận cảnh cá sấu luôn này. Sao? Sao? Ui, nằm yên luôn. Hai con rồi. Ở đây có thể nhìn ra ngoài kìa. Hai con cá sấu. Hello. Đến gần cá sấu này mà không bị cắn. Vào đây xem khỉ nha. Ăn cà rốt này. Dễ thương. Khỉ con này. So? 하나 올려볼 수 있는데 혹시 올려보고 싶다 하시는 거 있으세요? 都是吧，你别的，真的。